Rồi chào bác nha, hôm nay quay cho bác xem một con Cupra Tang L4728 nha bác. Con này xe còn khá là đẹp luôn này các bác ơi, này này. Con xe này còn khá là đẹp luôn nha, 4728. Con này là máy đề hường nha, 4728 đề hường. Con xe này còn rất là đẹp nha các bác, này phần đầu đèn nè, rất là đẹp luôn. Bốn bảy hai tám này là tương ứng là 47 mã lực nha bác. Con xe này còn rất là đẹp luôn đây. Phần máy nha, vỏ này, vỏ máy này hai cầu ta lái trợ lực nha bác, ta lái trợ lực 100%, bẻ rất là nhẹ luôn. Số của nó được trang bị là 8 tiếng tấm lùi nha bác, tiếng lùi làm tấp này, số trên tay nha, giống hình như 5018 luôn nha bác. Máy còn rất là đẹp luôn, này này, con máy này còn rất là đẹp luôn nha bác. Sao đồ nha bác, này ngoài sao đồ nữa này, vỏ bọng nè, gai còn rất là cao luôn nha bác. Vỏ sau này, vỏ sau còn rất là đẹp luôn. Này kiến nha bác, này kiến hậu luôn nè. Máy này còn rất là đẹp nha, động cơ luôn nha các bác, lâm lanh luôn. Này cầm trước nha, cầm trước nha, này cầm trước này. Hai cái đẹp này chưa bắt nha bác, cái bác mua xong sẽ bắt đầy đủ cho bác hết nha. Hai cái đẹp này chưa bắt nha, cái bác mua xong sẽ bắt đầy đủ hết. Còn máy này còn rất là đẹp luôn các bác ơi. Này nằm ông Bia nè, rất là đẹp luôn. Động cơ của em nói nha bác. Này 4728 đề hường, gấp rồi nè các bác. Này nhìn gấp nha, còn rất là đẹp luôn. Đèn nhan đâu nè, nhan đèn sau nè, sau đôi. Vỏ chỉ còn khoảng 85% luôn nha bác. Vỏ gai còn rất là cao luôn này, vỏ gai rất là cao luôn. Thì đang rửa máy nha bác, sắp xếp vô kho hết nha. Này con 5018, con xe này cũng còn rất là đẹp nha. Này này này, 5018 nha bác, xe rất là đẹp luôn. Này này, cần da mà còn màu vàng lóng lánh luôn nha bác. Chị đang mới rửa ho với sắp xếp máy lại nha. Này này, sắp xếp máy lại này. Con này là 4728 đề hường mà con này còn rất đẹp nha bác. Này đang rửa nằm không luôn nè, con xe còn khá là vip luôn. Xe lướt nha, xe lướt gin ba cục nha các bác. Đầu đèn nè còn rất là sáng luôn nha. Vỏ bọng nè, màn hình con máy nha các bác, rất là đẹp luôn. Này 4708 dưới 5018 nha bác. Này 4708 này còn quá đẹp các bác ơi. Con xe xe đề hường nha. Này này, hai con nha các bác. Tiếng máy hơi ồn nha, các bác thông cảm nha. 5018 xe lướt nha, xe lướt gin ba cục nha bác. Gin ba cục là gin đồng bộ nha. Này ga sau đùi nè, rất là đẹp luôn nha. Bốn cái vỏ bác hỏi suy nghĩ rồi. Này gai còn rất là cao luôn nha bác. 5018 xe lướt. Này lên gà cho bác ơi. Máy nổ rất là đã luôn nha bác. Này kiến hậu nha, mua chai nắng này, mua chai nắng này. Còn rất là đẹp luôn nha. Này vỏ nè, rất là đẹp luôn. Con máy này gì các bác mua xong sẽ bắt mua đầy đủ cho bác hết nha. 4708 máy đề hường nha. Đề hường nhưng mà rất là đẹp nha bác. Này này, nằm ở da rồi nè, máy còn rất là đẹp luôn. Này hai con 4708 và 5018 nha. Này động cơ máy này còn rất là đẹp luôn nha bác. Đầu đèn nè rất là sáng luôn nha. Này ghế ngồi nha, ghế ngồi này ghế zin của nó luôn nha bác. Này ghế zin của Kubota luôn. Này ghế zin của Kubota nha bác, hơi mờ các bác thông cảm nha. Này hai con 4708 và 5018 nha. 4708 này gì nó bốn máy nha bác, bốn máy bác kim nha. 4708 là tương ứng là 47 mã lực nha, 47 mã lực. 5018 là tương ứng là 50 mã lực nha bác. Hai con máy này hộp số được trang bị là 8 tiếng tấm lùi nha bác, tiếng lùi đồng tốc này, số trên ba lăng nha. Số hai con này đi gan nhau nha bác, không khác gì hết luôn. Này số trên ba lăng nha, này số trên ba lăng này, tới lùi trên ba lăng này. Số 1234 nha bác, 124 số chạy, bên kia là chậm lẹ nha. Này bên này năm không với 4708 là số nó một thứ nha bác. Này càng số là một thứ nha. Này số chạy tới lùi nè, 1234 nha bác. Này chậm lẹ này, bên kia ben. Hai con máy này rất là dễ chạy nha bác. Hai con máy này dòng Kubota đời mới nha, rất là đẹp luôn các bác ơi. 5018 xe lướt gin ba cục nha. Này càng ga nè cũng vàng lóng lánh luôn. Này cầu trước nha bác, cầu trước này.
long lanh luôn nha. Còn đây là con 4728 đề hường. Thì máy rất là nhiều nha các bác. Rồi để quay sơ lược cho bác xem mấy con máy đã đang vô kho hết rồi nha. Này, mấy cái dòng này dòng 3 lá 1 nha bác. 3 lá 1 với 2 6 lá 1. Một cầu hai cầu. Nha bác, với trợ lực với không trợ lực. Này này này, con trợ lực nha bác. Này con trợ lực này, tay lái trợ lực là này. Này nó có thêm một cái ti nha bác. Bẻ rất là nhẹ luôn nha. Còn không trợ lực là này. Đây là không trợ lực nha bác. Rồi này, báo một cầu nha. Này, báo một cầu này. Máy còn rất là nhiều luôn nha bác, để cho các bác lựa chọn. Này con này trợ lực nữa nha bác. Báo một trợ lực này. Trợ lực là nó sẽ có cái ti bên đây nha bác. Rồi này, 26 là 1 nha bác. Một cầu, hai cầu đều có nha bác. Rồi các bác nổ cần cho máy nào gì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Này 3202. 3202 gì còn rất là nhiều nha. 32 với 4202. 4202 DT 2 cầu trợ lực lái nha. Dòng máy này thì có chục bô nha bác. Chục bô tăng áp, chạy rất là đã luôn nha. Còn 332 này. 32 cửa hàng còn 4 con nha bác. Cửa hàng từ 26 mã lực cho đến 70 mã lực nha bác. Kubota và Yamaha nha. Rồi đây hai con Kubota nha. Hai con Kubota đời mới 5018 và 4708 nha bác. Này. Đầu đèn của nó nha. Này. Rồi các bác nào có cần dòng máy nào thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha.